Ngày cuối tuần, ai cũng muốn thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc. Đi xa không đủ thời gian, nhiều người đã tìm về làng cổ Cự Đà. Nơi đây cho chúng ta cảm giác khoan khoái, thư giãn với không khí trong lành và đầy hoài niệm. Chỉ mất chừng 20-30 phút di chuyển từ trung tâm thành phố Hà Nội về phía Tây, chúng ta đã bắt gặp làng Cự Đà nằm ngay dòng sông Nhuệ Giang. Làng cổ Cự Đà cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây. Làng cổ Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông Trịnh Thái Sùng, chủ căn nhà cổ 5 gian mái ngói còn nguyên vẹn, chia sẻ. Ngôi nhà của cụ ông từ năm 1874 đến nay chưa sửa chữa gì, ngoài một số viên ngói vỡ thì được thay đổi đúng những viên ngói cổ. Gia đình ông muốn giữ gìn ngôi nhà cổ như một gia bảo của cha ông để lại và truyền đời cho con cháu. Từ thời cụ tôi là niên đại của nó là 1874, đấy cũng cứ đời nọ truyền đời kia. Tôi là tôi không không muốn bỏ đi, là vì này, nó như các nhà khác thì người ta dỡ rất nhiều rồi, nhưng riêng tôi lại có một cái tâm linh là nó cũng muốn giữ lại cái gia bảo của các cụ, cứ giữ thế để làm kỷ niệm. Từ giữa những năm 1800 trở đi, làng Cự Đà đã có những ngôi nhà dựng bằng gỗ mái ngói mũi. Nhưng làng Cự Đà phát triển mạnh mẽ nhất vào những năm 1915 đến năm 1945. Khi đó, dù nền kinh tế của Việt Nam bị đô hộ của giặc ngoại xâm, nhưng với người Cự Đà có đầu óc kinh doanh buôn bán từ thời xưa, người Cự Đà đã phát huy rất tốt lợi thế nhất cận thị, nhì cận giang của dòng sông Nhuệ để giao thương hàng hóa với bên ngoài. Nhiều người đi vào trung tâm Hà Nội để kinh doanh, buôn bán, đưa tiền về tạo dựng nhà cửa. Giữ những các cái này để làm một những các cái tour du lịch nối liền trong huyện. Tuy nhiên rằng là cái việc đó cho đến nay thì cũng chưa 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 triển khai được. Mà để mà giữ gìn thì người dân địa phương cũng như cán bộ địa phương, kể cả từ cấp xã, cũng rất mong muốn làm sao mà giữ lại được những các cái giá trị văn hóa của địa phương, để có những các cái truyền từ đời này sang đời khác. Men theo con đường nhỏ bên làng dọc theo dòng sông Nhuệ, phóng viên bắt gặp chiếc cổng làng cũ kỹ, mái đình, chùa, mái nhà xưa còn nguyên vẹn màu ngói đỏ phủ lên lớp rêu phong. Ở đó còn có chiếc giếng làng, xung quanh là những cây xoài quéo cổ thụ, thân mang đầy rêu mốc của thời gian. Cấp ủy chính quyền Cự Khuê đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân Cự Đà giữ lại những ngôi nhà cổ hiện có, phát huy giá trị của nó cho phát triển du lịch. Ở xã Cự Khê thì có cái làng cổ Cự Đà, thì nó cũng gắn liền với lại cái làng nghề Cự Đà luôn, làng nghề miến và tương. Thế để phát huy được những cái giá trị của làng cổ cũng như làng nghề, thì trong những năm qua thì đảng bộ chính quyền xã Cự Khê thì cũng đã có những cái tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân của làng Cự Đà, là trước tiên là chúng ta là phải giữ được những cái nét truyền thống của làng đấy, những cái ngôi nhà cổ, những cái căn ngõ cổ, để coi như vậy phát huy cái giá trị để chúng ta tổ chức những cái tour du lịch làng nghề và cái làng cổ Cự Đà. Trước những năm 1980, làng Cự Đà vẫn còn trên 100 nhà cổ nguyên bản 5 gian, mái ngói mũi. Đến nay, chỉ còn khoảng 50 ngôi nhà, kể cả đình, chùa. Khi còn làm cán bộ văn hóa xã, ông Đặng Anh Phương ví von nói với người dân rằng, nếu chúng ta xây nhà vài tỷ không ai hỏi đến, nhưng giữ lại mái nhà cũ, siêu vẹo, lại có rất nhiều đoàn đến thăm, quay phim và chụp ảnh. Theo những người dân ở làng, cuối tuần có khá nhiều người đến làng cổ Cự Đà chụp ảnh với những mái đình, chùa, ngôi nhà cổ, lối ngõ, rêu phong và tìm về những kỷ niệm xưa. Nhân dân Cự Đà mong muốn các cấp có kế hoạch phát huy giá trị văn hóa du lịch, tham quan làng cổ và nghề làm biến rong, tạo thành tour du lịch đồng quê.